thưa quý vị, bằng cách là bạn hữu cùng là bạn người những các thân quen của quán rơi, thì hôm nay tôi được cái hành hạnh là quán có nhờ tôi nói một vài lời để chúc Tết quý vị vào dịp cuối năm, thì xin phép một ít phút thôi là tôi sẽ bắt đầu bằng cái câu chuyện là tôi đã đến cái quán là bạn của quán như thế nào. Đầu tiên thì tôi nhờ một người bạn rất là thân thiết, đây là cô Phượng, thì cô Trinh có giới thiệu tôi được có quán rơi rất là đặc biệt. Thì khi mà tôi tới vào khoảng tháng 9 á, thì cho tới hôm nay là 4 tháng thì tôi bắt đầu là tôi lỡ đem vòng si mê hai nhà sĩ này, hai em Vũ mà vừa đạt du lông vừa đạt yellow, thì tôi mê cái giọng ca và phong độ kinh điển, là tôi tới đây hoài và tôi trở thành một quán quen và tôi quen và tôi cũng hơi yêu thích cái không khí của quán này. Quán này nó có cái không khí là lạ, là hơi nhẹ nhàng, thanh thoát, rồi có khi là thấy hơi bắn bắn, rồi tôi thích cái quán đó. Thì tôi có nói với chị Hà là sau khi mà quen chị Hà thân rồi đó, tôi có nói là chị Hà cố gắng duy trì cái quán, bởi vì theo tôi là đây là một cái nét văn hóa rất là đặc biệt của Sài Gòn mà có lẽ là chúng ta không có thấy được ở một nơi nào khác. Không biết quý vị có đồng ý với ý kiến này không? Để không mất nhiều thời gian thì tôi cũng xin được thay mặt cho quán tùy tục là khách và chúc quý vị là trong đêm hôm nay chúng ta có những thời gian rất quý báu với nhau, thì chúng ta sẽ ý thức được cái và chúng ta trân quý cái giây phút hiện tại mà chúng ta đang có, và chúng ta sẽ lần lượt được nghe những cái bài hát mà chúng ta yêu thích say mê từ hồi tấm bé hay là cho tới bây giờ mới được nghe. Chúng ta đã được nghe nhiều lần bởi quán rơi đã phục vụ chúng ta, và xin thay mặt cho quán rơi xin kính chúc quý vị một năm mới, một mùa xuân trên đỉnh bình yên. Xin chào. No.